Hương Thơ và chương trình Phụ nữ ngày nay xin chào quý vị và các bạn. Đây là một chương trình mà được thực hiện một tháng một lần. Và hôm nay Hương Thơ rất hân hạnh được đón tiếp hai người bạn thân của Hương Thơ. Đó là chị Nguyễn Thạnh, chị là chuyên viên hỗ trợ bệnh nhân Patient Support Specialist cho chương trình 247 Care at Home. Chị có kinh nghiệm trên 10 năm. Số điện thoại xin quý vị ghi lại nếu có cần thiết về mọi liên lạc về chương trình của những người cần chăm sóc tại nhà đó. Thì là 714-417-2327. Và cũng như thường lệ, chương trình Phụ nữ ngày nay cũng có sự tham gia thường xuyên của người bạn thân Hương Thân, đó là luật sư Trần Khánh Hưng. Luật sư Hưng có văn phòng nằm trên đường Brookhurst, góc đường McFadden, trong khu phở 54. Văn phòng của luật sư Hưng có sự cộng tác của các luật sư Việt Mỹ chuyên đảm trách về luật gia đình, những trường hợp ly dị đơn giản hay phức tạp, tranh chấp về tài sản, thăm nuôi, cấp dưỡng con cái hoặc phối ngẫu và những trường hợp có bảo hành trong gia đình, tai nạn nghề nghiệp workers comp hoặc hoạch định gia sản, di sản, di trú, thuê mướn địa ốc. Mọi thắc mắc xin quý vị ghi lại số điện thoại của luật sư Hưng là 714-839-4077, 839-4077. Thưa chị Nguyễn Thạnh cũng như là Hưng, chúng ta vừa hưởng xong một cái Tết Nguyên Đán vô cùng tưng bừng phải không ạ? Và Hưng Thơ thấy nghĩ đến Tết là Hưng Thơ thấy nghe ai cũng chúc nhau và hay lấy lên chùa cầu xin các đấng thiêng liêng, ông bà tổ tiên là được phát tài, phát lộc, gia đình no ấm, công thành danh toại, tiền vào như nước, cuộc sống đầy đủ. Những lời cầu chúc, cầu nguyện đó nói lên những cái khát vọng của con người chúng ta đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Và không biết nghe thế cũng hơi tham lam đi xíu, mong muốn đủ thứ hết đó. Thì đã gợi cho Hương Thơ một cái ý tưởng để chọn làm đề tài ngày hôm nay trong chương trình Phụ nữ ngày nay, đó là lòng tham lam hay ham muốn của con người trong đời sống. Và hôm nay chúng ta sẽ làm bàn về đề tài này, vì trước đó Hương Thơ có làm một đề tài về sân, sự phẫn nộ, sự nóng giận, tức giận. Thì bây giờ mình tiếp tục là tham, mặc dù tham là đứng đầu tham sân si, phải không ạ? Thì trong tương lai chúng tôi sẽ làm đề tài si, nhưng mà hôm nay chúng tôi sẽ làm đề tài tham lam của con người như thế nào. Vậy thì không biết là Tết thì chị Nguyễn Hạnh hay là Hưng hay cầu nguyện những gì cho cuộc sống và gia đình của mình? Dạ, cảm ơn Hương Thơ. Thật ra đó thì hồi xưa đó ai cũng nói là cầu nguyện nó là một vế, nhưng mà tuy nhiên với bản thân của mình, cầu và đi đôi với nguyện nó là hai vế. Giống như là mình giỏi thì mình mới được thưởng, thành ra mình phải nguyện hứa cái gì. Thì thật lòng mà nói đó thì ở cái tuổi này rồi đó, mình cầu xin sức khỏe thì bù lại đó thì mình sẽ dùng cái sức khỏe đó lo cho gia đình và cho những người chung quanh, hoặc là với tay ra xa hơn nữa đó thì mình giúp cho cộng đồng của mình được sống vui, sống khỏe, giống như là việc làm của mình vậy đó. Thì có cầu đó, có nguyện đó mà chưa biết nó xảy ra như thế nào. Dạ. Còn Hưng thì sao? Thường thường Hưng có cầu những ý nhưng mà Hưng tôi nghe từ các bác, các người chung quanh không? Thì dĩ nhiên là khi mà Tết đến đúng không? Thì mình mong những cái điều tốt đẹp. Nhưng mà cũng như chị vừa mới nói rằng đó, thì dạ, khi mà cái tuổi đời của mình nó càng cao thì cái điều gì nó trở thành quan trọng nhất với mình? Nó là sức khỏe. Dạ vâng. Yeah, tại vì sức khỏe, ta nói là có tiền thì mua tiền cũng được, nhưng mà mua sức khỏe thì là không được. Thành thử ra tôi đã cho chẳng hạn như là khi Hưng chúc cho gia đình, cho các ông anh và chị, tại vì Hưng là con út trong gia đình, thì bao giờ cũng chúc cho anh chị là được sức khỏe. Thì vì công giáo thành ra là nhiều ơn phước, hay như thế. Còn vấn đề mà gọi là để mà tấn tài tấn lộc thì cái chuyện đó nó không còn cần thiết nữa, tại vì bây giờ khi mà mình nằm xuống rồi thì mình không mang được bao nhiêu theo mình. Nhưng mà cái chuyện mà kể như là những cái điều ước vọng của mình là dĩ nhiên là ai cũng muốn sức khỏe là tốt, nhưng mà nếu mà năm nay mà được thêm tài lộc thì đâu có gì hại đâu. Thì em tốt nghĩ quá. Là cái sự tham lam mình nhìn đó là cái bản năng sinh tồn của con người ha. Mình sinh ra như là em bé nó sinh ra đời là muốn được bố mẹ ôm, rồi được đút ăn, cũng tham, cũng được sự attention, muốn sự vỗ về chăm sóc. Là làm như là thượng đế sinh ra con người là mình phải có cái bản năng đó thì mình mới vươn lên, mới phát triển và tiến lên. Nhưng mà nếu mình tham lam, bây giờ mình sẽ định nghĩ tham lam là gì, tại vì nếu tham lam nó giống như là mình cần có sự tham lam, cần có sự, Hương Thơ từng nói tham lam tích cực, giống như chị Hạnh nói ha. Đúng. Tham lam có tham lam tích cực và tiêu cực. Mình tham lam vừa đủ thì cũng như là mình phải cố gắng, như là muốn sức khỏe thì mình sao, mình tham sức khỏe mình cũng phải tập thể dục, mình ăn uống cho ấy, thì phải có tham đó rồi mình mới làm cái điều tốt cho cái sự tham lam của mình.
Xin phép Hương được ngắt lời Hương Thơ một tí, tại vì Hương Thơ nói một cái câu nó rất là hay. Tại vì cái sự tham lam nó là một cái bản năng mà nó có thể là mình sinh ra mình đã có rồi. Nó không phải điều xấu. Chẳng hạn mình thấy bây giờ một trong gia đình có hai em bé đi. Thí dụ thì bây giờ mẹ đang bế một em, đúng không? Thì bây giờ em kia cũng muốn mẹ được bế, nhưng mà khi tới gần thì cái em đang được bế thì đẩy tay ra. Đúng rồi. Đó, thì cái đó làm sao là mình tham mẹ, đúng không? Thì cái đó nó không phải là điều gì xấu, nhưng mà nó nói là cái bản năng đó là cũng như là nó đã mình sinh ra đã có, nhưng mà mình làm sao mình phát triển nó trong một cái chiều hướng nào với theo một cái chiều hướng tích cực. Dạ vâng. Chứ không có phải là xấu. Dạ. Yeah. Thì cái sự tham lam là như nó đi đôi với cái tôi của mình, đúng không ạ? À, đúng vậy, tại vì cái tham đó là mình, nó không có xấu như Hương Thơ nói, nhưng mà mình phải, tiếng Việt mình rất là tế nhị và hay, có nghĩa là mình muốn và mình cần. Cái muốn đó đôi khi nếu mà mình đi quá xa đó thì nó sẽ xấu, thì mình phải coi cái điều mình muốn đó, mong mỏi đó có thiệt hại cái người bên cạnh hay không, đúng không? Cái mình muốn, ví dụ như giờ... xấu luật sư, ví dụ mà hàng xóm của luật sư là cũng là làm cùng nghề, bắt luật sư có muốn cái người đó đi qua chỗ khác không, đúng không, là cạnh tranh, đúng không nè? Những cái muốn đó thì nó, nhưng mà cạnh tranh mà trong cái sự công minh, mà trong cái tự do thì welcome. Thành ra cái muốn đó nó không có cái điều gì mà xấu cả, tại vì ai cũng làm việc hết, chứ đâu có gì đâu mà xấu. Thành ra đó là cái vấn đề là bản năng tự nhiên của mình, ai cũng muốn phấn đấu để mà mình. Còn cái điều mà bằng cần thì là mình coi thì giữa cái muốn với cái cần nữa là có thật sự là nó có quá đáng hay không. Thí dụ như em bé đó, hồi nhỏ mình thấy một cái lọ kẹo đi, mình bỏ tay vô mình bóc, mà mình bóc một nắm mà mình rút tay ra đâu có được, đúng không nè? Thì cái tham đó là cái tham quá mức á, thành ra mình phải lấy vừa đủ thôi, đặng mình còn rút tay ra được. Thì hay tương hơn. Tự như vậy, người lớn cũng vậy, mình phải biết cái chừng mực của cái sự muốn và cái sự cần, miễn sao là không có thiệt hại những người xung quanh. Đó thì là... bây giờ mình đi từ mức là, tại vì tham lam nó có mức độ khác nhau, thì mình nói muốn ha, muốn xong mình thèm. Không, mình thèm xong mình mới muốn, không thèm mới muốn, rồi mới ham. Yeah. Từ cái tham nó thành cái tham. Yeah. Thì nó tùy theo từ một cái mơ ước tầm thường hay một cái khao khát đam mê, nó phải trở thành một cái nghiện ngập. Nhiều khi người ta đam mê công việc đi. Công việc như là bây giờ mình sẽ nói mình ham muốn làm việc, mình tham mê công việc như là Hương Thơ. Yeah. Như chị Nguyễn Hạnh hay là Hưng cũng vậy, mình sinh ra cái bản chất mình siêng năng, mình siêng năng quá mình ham mê, mà khi mình làm nhiều việc, ham việc, rồi mình được thành công, mình được lợi ích từ cái tài chính. Dạ. Thì từ đó mình lại đưa đẩy mình bị cuốn xoay vào cái vòng ham muốn đó, thành ra cái sự tham lam nó sẽ không có điểm dừng. Bây giờ trước khi tiếp tục thì Hương Thơ muốn hỏi chị Hạnh với là Hương là bị cái tật tham lam gì nhất trong đời sống mà mình xét mình đó? Tùy cả theo, mặt, hai mặt tiêu cực và tích cực. Mình nhường cho Hương nói trước ạ. Có lẽ hồi nhỏ mà tham lam hay là ham thì là hồi nhỏ chắc chắn là ham ăn rồi. Yeah. Đúng không? Yeah. Đó. Tại vì nhất là khi mà ở Việt Nam thì ok, là cái môi trường đó thì là mình thấy cái gì cũng thèm hết. Yeah, đúng. Thì nào thèm ngọt, thèm đồ ăn ngon. Yeah. Rồi khi mình lớn lên thì cái khát vọng mình nó trở thành cái tuổi nó khác. Và mình có thể cũng như là tự nhiên là Hương Thơ nói là mình tham việc. Bởi vì sao? Mình thấy là mình làm việc thì mình sẽ có cái nguồn lợi tức và mình sẽ có đạt được những cái vấn đề khác trong cuộc sống của mình. Thành ra có nhiều người họ lao đầu vào trong cái công việc và họ sẽ bị một cũng như là một cái cơn lốc hay là cái xoáy đó mà họ không rút chân ra được. Yeah. Mà lúc nào mình giật mình nghĩ lại thì bây giờ đã tuổi già đã đến rồi. Rồi nhưng bây giờ đó là cái tham hồi xưa, còn bây giờ thì bảo là chắc là tham chơi hơn. Chơi ở đây không nghĩa là vacation, là tại vì là mình muốn là nghĩa là sau COVID enjoy, cả ha. Đúng enjoy. Rồi, nhất là khi Hương Thơ nói bảo cái COVID đó, như chị biết không, là em nghĩ là
khi mà cái trải qua cái Covid rồi đó, thì nó là một cái đại dịch mà có lẽ trong đời người chỉ có một lần thôi. Và khi mình trải qua được một cái đại dịch như vậy đó, thì là cái sự suy nghĩ về cuộc sống của mình và cách làm việc của mình nó thay đổi. Thành ra là có một số rất đông người họ đã về hưu sớm, ok, để mà họ dùng cái thời gian còn lại, tức là họ không còn kiểu như là tham quyền cố vị hay là kiếm thêm nữa, mà họ nghĩ là bây giờ tôi làm gì với lại cái thời gian còn lại trong quãng đời, thì là họ sẽ dùng cái đó để họ đi chơi, họ spend với gia đình, làm những cái việc mà có thể là họ đã ước ao từ xưa, nhưng mà họ bị cuốn trong một cái guồng máy làm việc đó mà họ không thoát ra được, và họ không nghĩ là họ có thể làm được. Nhưng mà vì Covid thì nó làm cho mọi thứ nó đình trệ và người ta có giờ để suy nghĩ, thì đó là cái theo lời ý kiến riêng của Bởi vậy chúng tôi thấy, quý vị thấy một lần Hương Thơ book luật sư Hương ơi khó, tại cứ nói đang on vacation. Phải để vacation về, nào là Việt Nam, bây giờ tuần này đi Las Vegas, rồi đi Nhật, rồi tùm lum hết. Nhưng mà đó là cái điều mà Hương Thơ thấy rất là quý, tại đến lúc nào đó mình biết dừng. Một lát nữa đây chúng ta sẽ nói thêm cách làm sao chúng ta giảm bớt kiểm cái sự soát. Tham lam, kiểm soát. Chứ nói diệt thì tham sân si khó diệt lắm, mình đã là người rồi khó lắm. Còn chị Hạnh thì tham cái gì nhất à? Dạ, thật ra đó thì giống như là luật sư Hưng nói đó, ở cái một cái tuổi nó sẽ thay đổi. Thì thật ra không phải là Covid không thôi đâu, mà trong đời người đó có những cái biến cố đến với là người ta đó, thì người ta mới chịu thay đổi. Chứ bình thường đó thì họ cứ trôi lên bền, họ không có nghĩ gì. Thí dụ như bây giờ có những cái nghiện như hồi nãy Hương Thơ nói là một cái bad habit, đó là một cái gì tâm lý. Họ mê game, mê cờ bạc, còn cái mê mà cái gì mà người đẹp đó, thì là cái chuyện đó tham sắc, mình đời người thôi, thì ai có đó, cái chuyện là chuyện chung, mình không có ý kiến. Nhưng mà có những cái mình phải trả giá, cho nên nói tóm lại là cái tham đó là mình phải tôi luyện để mình nghĩ là mình muốn cái gì. Đôi khi trong đời sống đó, có người ta tôi không biết là tôi muốn cái gì trong cái đời sống này. Nhưng mà chị là chị thường chị nghĩ là mình thích cho cái nên gì, tham chính gì. Như vậy, chính vì vậy cho nên mình soi xét lại đó, thì mình nghĩ đó, cái thật ra dùng chữ tham thì không đúng, mà mình chỉ mong sao cho cái đời sống của mình nó được bình yên. Đó là cái chuyện là mình tham, mình cần cái sự bình yên để mà mình giúp cho những người xung quanh. Đó là cái điều, thật ra không phải là tham, mà đó là cái ước muốn nhưng mà lâu chị dài. Nghĩ là từ nhỏ lớn chưa tham, nãy em nghe chị nói chị tham yêu. Cái đó là nói riêng, nhưng mà tham yêu cái đẹp không ạ? Tham yêu cái đẹp, tham yêu cái đẹp trong đời sống. Cái đẹp trong đời sống, đúng rồi. Thưa quý vị, một lát nữa đây chúng tôi sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại, và Hương Thơ sẽ tiết lộ quý vị Hương Thơ tham cái gì trong đời sống của Hương Thơ. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại với phần 2.